Khánh Hân TV xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh. Hôm nay là ngày thứ 5, tức là ngày cách ly toàn xã hội anh chị nhá. Và Khánh Hân TV thì sẽ chúc anh chị và các bạn có một ngày vui vẻ, quây quần bên nhau. Bởi vì nếu như mà không vì một cái công việc gì nó quá quan trọng thì chúng ta nên ở nhà và tiếp tục những ngày cách ly, thực hiện theo đúng chủ trương của chính phủ. Và sáng hôm nay thì Khánh Hân TV đã tiếp tục chia sẻ đến anh chị và các bạn là một cái video clip về dâu tây. Nếu như một chút hái về dâu tây buổi sáng thì đó là niềm vui của Khánh Hân TV, và chắc chắn là cũng là một cái giờ phút chờ đợi cũng như ao ước của tất cả các bạn là đam mê và yêu thích trồng dâu tây, đó là chúng ta có quả để hái. Và sáng hôm nay thì Khánh Hân TV chia sẻ đến chị và các bạn xuất phát từ một cái câu hỏi, đó là một bạn hỏi từ tức là về cái khả năng chịu nắng và làm sao để cho dâu tây nó chịu được nhiệt. Thì trước hết Khánh Hân TV sẽ chia sẻ cho các bạn rằng là dâu tây thì thực ra nó vẫn chưa chịu nhiệt, đặc biệt là dâu Nhật Hana anh chị nhé. Và dâu Nhật Hana thì một trong những dâu ngọt và cũng chịu nhiệt cũng khá tốt. Tất nhiên thì nó ở một mức độ vừa phải, thì vừa phải như thế nào thì anh chị và các bạn ngay sau đây sẽ được Khánh Hân chia sẻ. Đó là Khánh Hân TV thì dùng một cái lưới xanh anh chị, đây cái lưới như thế này, và che một cái lớp bên trên, che một lớp bên trên thì nó sẽ cản bớt cái nắng, có nghĩa là cái nắng buổi trưa tầm 11, 12 giờ gì nhá. Và nếu như mà Tây Nguyên đợt này thì đang cực kỳ khô hanh và nắng rất nắng luôn, thì những cái lưới xanh như thế này nó sẽ cản bớt cái ánh nắng. Và cái kết quả thì anh chị các bạn có thể thấy được là những chậu dâu tây thì nó vẫn tươi. Và chiều lại thì chúng ta tưới một chút nước thì nó vẫn giữ được cái độ ẩm. Và độ ẩm thì nó sẽ có thể chịu được cái khô hạn anh chị nhá. Nếu mà nắng quá mà kiểu như là ánh nắng trực tiếp, ví dụ như không có lưới xanh này, ánh nắng bên trên nó chiếu xuống, thì anh chị và các bạn có thể cảm giác thì dâu chắc chắn là nó sẽ không chịu nổi. Mặc dù chịu nhiệt, tuy nhiên thì nó phải được cản bởi, nó cản bớt những cái bằng những cái lưới xanh như vậy nhá. Đó là thứ nhất. Và thứ hai nữa thì với những cái chậu dâu tây như thế này anh chị, những cái chậu dâu tây treo dàn này, thì nếu chúng ta treo này thì cũng không được ok cho lắm. Chúng ta treo nhưng mà phải là, bởi vì bên dưới đây này thì anh chị và các bạn thấy thì nó trống. Thường thì nhà Khánh Hân TV thì những cái chậu dâu tây để dưới thì nó, mình để phía, mình để dưới thì cái mặt bên dưới thì nó tiếp xúc với lại đất thì nó có cái độ mát. Tuy nhiên mình treo lơ lửng như thế này thì chúng ta nên là bên trên thì nó phải được mát gì nhá. Tốt nhất là chúng ta treo dưới cái gốc cây á thì nó lại rất là ok. Còn nếu không thì chúng ta có thể như dùng những cái lưới xanh xanh như này, chúng ta che bớt cái ánh nắng buổi chiều gì nhá, đặc biệt là nắng buổi chiều. Nắng sớm thì rất là tốt, nhưng nắng chiều thì không tốt chút nào. Thì đấy là một trong những cái mà Khánh Hân TV muốn chia sẻ đến anh chị và các bạn. Mặc dù nó chịu nhiệt thật, dâu nó chịu nhiệt, nhưng chúng ta cũng nên là cản bớt cái nắng để dâu tây nó phát triển nó tốt hơn. Đấy là sáng hôm nay thì Khánh Hân TV chia sẻ đến anh chị và các bạn về cái việc mà một bạn comment hỏi là cái che như thế nào, che nắng cho dâu như thế nào. Thì tất cả các gốc của như chậu dâu tây của nhà Khánh Hân TV thì đều được phủ rêu anh chị nhá. Phủ rêu này thì để cho nó giữ ẩm. Chứ nếu mà không một nắng một ngày thì chậu, những chậu dâu tây nhỏ nhỏ này thì nó không được phủ rêu thì nó bốc hơi, thì buổi chiều là dâu nó sẽ chết ngay. Cho nên anh chị và các bạn hãy lưu ý nhá. Đó là cái việc mà phủ gì cho dâu tây, đó là che nắng cho dâu tây thì như thế nào, và dâu tây nó có chịu nhiệt như thế nào, thì anh chị và các bạn xem qua đấy thì có thể thấy được một cái thực tế là Khánh Hân TV là như vậy anh chị nhá. Đấy thì nhà Khánh Hân TV thì tận dụng tất cả những cái thứ bỏ đi, thùng lau nhà này, cái thùng nó hỏng đi thì bà xã bỏ đi thì bán nhôm nhựa, nhà Khánh Hân TV thì sử dụng lại để trồng một chậu dâu tây rất là ok anh chị nhá. Đó anh chị thấy chưa, rất là đẹp nhá. Đấy, những cái chậu cúc bỏ đi, sau khi mà chơi Tết xong thì mình xin về mình trồng một chậu dâu tây rất là ok. Đấy thì bây giờ thì chia sẻ xong thì Khánh Hân TV sẽ lại đi hái dâu tây.
nó không được nhiều nhưng rất là thích anh chị. Mỗi buổi sáng thì được một chút để mình hái về, mình hái về mình tráng miệng bữa trưa thì rất là ok anh chị nhé. Tại cái đâu hành ăn tivi thì rất là bé, bé thôi nhưng mà phải nói là rất là thích. Không biết là trong này có quả trái nào không đây, bên trong này có một cái chùm đấy. Đấy thì anh chị và các bạn hái xong thì chúng ta hái xong quả thì các cái cuống thừa thừa chúng ta nên cắt đi nhá, cắt đi cho nó tập trung dinh dưỡng vào những các cái chỗ mà nó quan trọng, còn không thì chúng ta cắt 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 hết những cái thừa thừa. Đấy, ví dụ như những cái chùm này chị, để chúng ta hái dâu tây thì chúng ta cắt hết luôn vì cái quả nó không có nữa. Đây, ngắt luôn cả cành luôn, mặc dù có một quả thôi, ngắt luôn ha. Ồ, rơi cả, rơi dâu cả. Mỹ đá xấu xấu thôi nhưng mà cũng hái luôn. Đấy. Thì hôm nay Khánh Nhân TV chia sẻ đến anh chị và các bạn là một cái thông tin như vậy. Thì chúc anh chị và các bạn là chúng ta luôn luôn vui vẻ ha. Vui vẻ bên gia đình. Và cố gắng giữ gìn sức khỏe. Và chúc anh chị và các bạn là có một ngày vui vẻ và đừng quên chăm sóc dâu tây, để chúng ta lại có một cái niềm vui đó là hái dâu tây buổi sáng. Và cũng như anh chị và các bạn hái dâu tây thì anh TV lại chia sẻ đến một cái nội dung nào đó nó liên quan đến cái việc trồng và chăm sóc dâu tây anh chị nhá. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những cái video clip tiếp theo. Bye bye.